Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer. Trong video ngày hôm nay mình có đem tới hai sản phẩm của nhà Cooler Master. Chú chuột thì có tên là MM711, còn chiếc bàn phím là SK621. Mình hôm nay muốn có một trải nghiệm nho nhỏ, đó là để kết hợp hai sản phẩm rất hot của nhà Cooler Master này lại thì xem rằng chúng nó có tạo nên được một hệ sinh thái gaming cho trải nghiệm chơi vô cùng đã tay hay không. Nhưng mà trước khi mình chơi game với hai sản phẩm này thì chúng ta sẽ phải nói qua một chút về thiết kế bên ngoài của chúng nó đã nhé. Đầu tiên là về chiếc bàn phím SK621 này thì chỉ cần nhìn qua thôi là các bạn cũng đã thấy đây là chiếc bàn phím có layout 60% đã được bỏ đi phần bàn phím số ở bên cạnh cũng như là phần phím function ở bên trên này đi. Còn phần keycap thì chúng được đúc double shot với hình dạng vuông tương đối phẳng và hơi lõm ở giữa một chút. Về switch thì đây là mẫu switch low profile mới của Cherry, mới được ra mắt khoảng 2 năm từ năm 2018 mà thôi. Switch này thì sẽ cho chúng ta cảm giác có hơi khác lạ một chút. Một điều mình rất là ấn tượng ở chiếc bàn phím này đó là dàn led RGB siêu ngầu của em nó, kết hợp với kiểu thiết kế hở switch và flip bằng kim loại thì đây có thể coi là một trong những bàn phím có dàn led RGB sáng và nổi bật nhất. Phía sau thì không có gì nhiều ngoài 4 stand để giữ cho bàn phím không bị trôi và nó không có chân kích để phục vụ cho các bạn muốn đánh bàn phím dốc dốc. Và đây là một chiếc bàn phím Bluetooth, do đó bạn có thể kết nối cùng một lúc với cả 3 thiết bị. Để chuyển đổi giữa 3 thiết bị này thì các bạn cần ấn tổ hợp phím là function cộng Z, X và C. Tưởng tượng như là bạn đang đi một quán cà phê mà xung quanh ai cũng dùng đồ công nghệ xịn sò hết và bạn chỉ cần mang chiếc bàn phím này ra gõ thôi thì chắc chắn là sẽ vô cùng nổi bật. Và đó là một chút về ngoại hình bên ngoài của chiếc bàn phím SK621 này. Còn chú chuột bên cạnh mình thì sao? Nó có tên là MM711. Đây là phiên bản nâng cấp của người tiền nhiệm MM710. Và phiên bản mình đang có ở trên tay này thì đây là phiên bản limited của hãng thôi, chứ chỉ tặng không được bán. Còn nếu mà các bạn muốn mua sản phẩm này thì nó chỉ có hai màu, đó là trắng và đen thôi nhé. Để so sánh một chút với người anh MM710 thì MM711 đã được trang bị thêm bộ led RGB và có thể tùy chỉnh thông qua phần mềm của hãng. Như các bạn có thể thấy thì MM711 được đục rất là nhiều lỗ. Tuy vậy thôi nhưng mà nó có thể chống nước rất tốt với tiêu chuẩn là IP56, nên anh em nào mà sợ ra mồ hôi tay thì cũng không lo hỏng nhé. Ngược lại, thiết kế này còn giúp cho không khí ở phía dưới tay của chúng ta luôn được thông thoáng trong quá trình sử dụng. Chuột thì có 6 nút bấm, được trang bị switch on run lên tới 20 triệu lần nhấn. Một điểm mà nhìn qua thôi mình cũng có thể thấy đó là con chuột này sẽ rất phù hợp với nhiều game thủ khác nhau bởi cái form thiết kế cân xứng có thể thuận được cả tay phải lẫn tay trái. Em chuột này thì được trang bị cảm biến Big Sky 3389. Cái này thì sẽ giúp cho anh em khi mà chơi game có những xử lý liên quan tới chuột vô cùng nhạy và chính xác. Một điểm rất đáng khen ngợi của em chuột MM711 này đó là được sử dụng dây cáp Ultra Wave, và nếu các bạn nhìn thì sẽ thấy rằng là nó được sử dụng bằng cái chất liệu dây dù có vải vô cùng là mềm mại và điều này sẽ giúp tăng độ bền bỉ của dây hơn. Và đó là một chút nhận xét bên ngoài của mình về hai sản phẩm này. Còn bây giờ thì mình sẽ mang chúng để chơi game xem rằng là nó có mang lại trải nghiệm gaming đã tay không nhé. Và sau một vài trận đấu trao đổi chiêu thức thì hai sản phẩm này đã mang lại cho mình một cái trải nghiệm chơi game phải nói là khá là trái ngược nhau. Đầu tiên là về chiếc bàn phím SK621 này trước nhá, thì mình có thể thấy là chiếc bàn phím này nó chưa phù hợp để chơi game. Tại vì sao? Đó là bởi vì trong quá trình chơi ấy, mình liên tục gặp phải vấn đề đó là gõ nhầm nút cũng như là gõ sai văn bản khi mà muốn chat với đồng đội. Vấn đề này xảy ra tại cái thiết kế keycap flat kèm theo một hành trình phím rất ngắn đến từ Switch Cherry Low Profile. Việc lựa chọn cái thiết kế flat cho keycap này đã đem lại cho cái bàn phím cơ cảm giác giống gõ giống như ở trên phím laptop ấy. Nó không được thích hợp khi mà bạn cần gõ và cần chơi ở một cái tốc độ cao. Trái ngược với chiếc bàn phím thì chú chuột MM711 này lại làm rất tốt trong việc sử dụng đúng mục đích của mình, đó là để chơi game. Đó là bởi vì cái thiết kế cân xứng của chú chuột này cho người dùng cảm giác vô cùng thoải mái trong cầm nắm. Thứ hai là trọng lượng của nó. Khác với những con chuột gaming khác thiết kế rất là to, ngầu, nặng thì MM711 chỉ có vỏn vẹn trọng lượng là 60g. Điều này giúp mình chơi game lâu mà không hề cảm thấy mỏi tay. Ngoài ra ấy, cảm biến Big Sky 3389 đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Các thao tác trong game phải nói là cực kỳ mượt mà này, chính xác và là một trợ thủ đắc lực trong game đối với mình.
Vậy là sau khi thử trải nghiệm hai sản phẩm rất hot này của nhà Cooler Master để chơi game thì mình cũng có thể đưa ra được một chút nhận xét nho nhỏ như sau. Đầu tiên là về chiếc bàn phím SK621 này thì có cái thiết kế vô cùng là nhỏ nhắn, gọn gàng này, và hệ thống màu LED RGB thì vô cùng đẹp mắt. Chỉ có điều là chưa thực sự phù hợp để chơi game mà thôi, khi mà cái cảm giác gõ nó đem lại không hề thoải mái một chút nào hay gõ nhầm nữa. Ngược lại thì là em chuột MM711 này lại rất thích hợp để các bạn sử dụng trong khi chơi game. Nhờ vào cái trọng lượng thì nhẹ này, thiết kế thì gọn gàng, cũng như là cái mắt đọc thì chính xác nữa. Chỉ có một điều duy nhất, đó là em nó có thiết kế đặc biệt, hơi nhiều lỗ một chút, nên nếu bạn nào mà có chứng bệnh sợ lỗ thì có thể e dè khi sử dụng. Nhưng nếu mà bạn thấy bình thường với điều này thì mình có thể khẳng định là đầu tư vào em nó sẽ không hề lỗ một chút nào đâu. Ok, và đó là những nhận xét của mình. Còn nếu các bạn có những nhận xét hay góp ý gì, hãy để lại ở dưới phần comment cho chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.